Rồi, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Hiển. Hiển cũng một số khán giả nói anh Hiển ơi về Tiền Giang chưa? Rồi, cây nhãn anh ra bông chưa? Nhiều người hỏi lắm, thắc mắc dữ lắm. Thì hôm nay Hiển làm cái clip đây. Ha. Thì bây giờ là cây nhãn của Hiển các bạn thấy ha, Hiển phóng to nghe nè, bông nè. Thì hôm nay nó chỉ có khoảng tầm 30 mấy ngày à. Bông các bạn thấy không? 30 mấy ngày à. Đó. Bạn thấy cái chớp lá không, lướt lá không? Đó, cái này là bông lá các bạn nha, bông lá chứ không phải là lướt lá nha. Nè kỹ đi, thì thế nè, đó Hiển quay gần nha, đó thấy không, lá là lá, bông là bông, thấy không? Đang Hiển đang làm cái quy trình mà để làm sao mà cho nó ra những cái những ra hai cặp lá, thì bạn thấy không, hai cặp lá không, đó là hai cặp, thấy không? Rồi lên bông thì như vậy thì Hiển mới khoái, tại vì Hiển đang nghiên cứu tới cái loại này rồi, chứ còn cái bông cội thì là Hiển làm được bình thường mà ha. Đó. Rồi bây giờ Hiển đi lại gần các bạn coi cái màu sắc lá nha. Đa số những người đổ gốc á, mà để cho cái lá mà đổ gốc xong á mà nó bóng như vậy nè là khó nè, đa số héo queo à. Nha. Nè. Hiển quay cho các bạn coi cái bông của mình nè, thấy không? Đó, bông cọi nha. Ừ. Nè, thấy chưa? Sâu nè, Hiển quay gần các bạn xem. Đó, sâu. Cái này là do Hiển đi Tân Châu Hiển về á. Không kịp, mà ở nhà thì không có dám nhờ ba ông xịt, ông xịt lộn thuốc sâu là chết Hiển liền ha. Đây đó, vì sâu nhưng mà không đến nổi bạn ơi, ít mà không có nhiều đâu đó. Còn những cái bông nào mà không có sâu hay không, đẹp không, đẹp ngút ngàn ha. Nè bạn thấy không, Hiển quay gần nè, nè đâu thấy không, đó xanh chành ha. Nè các bạn thấy nè, đây nè, thấy không, đây là chân lá me nó rụng, thấy không? Đó, thấy chưa? Đây, cái mà Hiển đang nghiên cứu làm sao á mà để mà cho cái bông mình á, nó lên hai cặp lá nè, bạn thấy này không? Nó lên lá như thế này nè, để Hiển phóng nhỏ lại cái nữa, Hiển cho bạn thấy toàn diện hơn. Đây là cái mà Hiển đang làm, mà làm cũng chúng có được bao nhiêu đó. Đây cái như thế này nè. Thì sau này cái bông mình nó rất là đẹp. Nó khỏe lắm, nó nuôi chắc khỏe hơn bông cội nữa. Mà Hiển đang nghiên cứu thì Hiển làm cũng không nhiều đây nè. Thấy không? Bạn thấy gì không? Gầy xanh. À. Còn những cái bông mà mình đang làm nè, đó ha, này mới một cây nha các bạn coi nè, đẹp không? Này nó mới có 32 ngày các bạn nha. Cây khác các bạn nha, là cây đầu tiên nha. Này là những cây thứ hai nè, các bạn xem nè, đó bông ngợp trời, thấy không? 32 ngày bông nó ra tới cỡ này rồi thì còn một tuần nữa nó nở các bạn ha. Cái giai đoạn này thì ba cái gầy với sâu với bộ chỉ là nó tập trung lắm các bạn nha. Rồi ha, đây nè ha, đây là cái thùng trung quy lượng của Hiển nè, Hiển bổ sung trung quy lượng chứ Hiển không bổ sung NPK nha. Các bạn đi lên cái cây thứ ba nè, đó từ từ lên nha, đó các bạn thấy không? À, là nhìn thấy nè, đó bông thấy không, bông cội không à, lên nữa là xíu nè, em quay chậm để nó lắc máy nha. À, từ từ thấy không, bạn thấy không, đó là bông cội đó, đây là cây thứ ba nha. Đây, đây là cây thứ năm các bạn nha. Đó, bông hết à. Hiển đi từ từ nha. Thấy cái bông đẹp không? Bông cội nè. Thấy không? Đó, nó có nhiều đó à. Đây là cái bề ngoài của cái cây thứ năm nè. Các bạn thấy không? Bông nè. Một gang hai lóng tay ra nghe các bạn. Đó. Đó, à, thấy không? Đó. Về gian thứ sáu, đây là cái thứ sáu các bạn nha nè. Bông bông hết trơn các bạn ơi, bông cỏi không à. Đó là 6 cây, Hiển đổ gốc 6 cây, Hiển làm cái điều 6 cây, bông cũng cũng na ná giống nhau nè. Cái thứ sáu nè, mà Hiển liên từ từ qua cái thứ năm nè, thấy không? Bông cùng một cỡ các bạn nha. Rồi bây giờ là Hiển sẽ vào cái quy trình mà giai đoạn này mình phun thuốc sâu gì với cái gì cho nó hợp lý các bạn nha. Rồi bây giờ là Hiển sẽ quay cho bạn coi là cách mà Hiển đi cái thằng cái hiển cải chung quy lượng xong đi, Hiển tưới xung quanh gốc xong đi, rồi bắt đầu Hiển sẽ quay clip pha thuốc các bạn nha. Giờ để Hiển quay cho nó gần gần chút. Rồi bây giờ cái thùng phân của Hiển thì Hiển cho các bạn xem nè, đây nó có cái thùng mẫu sẵn, Hiển quay cho bạn coi thùng mẫu nha. Rồi cái thùng mẫu này đây các bạn thấy không? Cái này là chung quy lượng hữu cơ các bạn nha.
cái loại này là chỉ có ở cái chuyên khu về sầu riêng mới có bán nha, chứ còn những cái khu khác là Hiển không dám hứa là sẽ mua sẽ có nha. Cái loại này là bón gốc nha, này chung quy lượng. Hiển quậy lên cho bạn xem nè, đó đây là cái mà Hiển cho các bạn xem cái mẫu nha. Đó thì các bạn thấy đi, cái là chung quy lượng là cái gốc gốc hữu cơ nha, chứ không phải là gốc gốc là gốc vô cơ nha ha. Rồi bắt đầu Hiển lên quay thùng nắng Hiển thứ cho bạn xem, Hiển thi phạm bạn xem cách mà Hiển tưới hút như thế nào và phân như thế nào cũng vậy thôi. Rồi ra bắt đầu Hiển đắng Hiển thao tác các bạn nha. Rồi thì trong cái đoạn này nè, ví dụ như các bạn có thể mua cái dòng như Hiển kia nè thì các bạn xài, còn không có thì các bạn vẫn xài combi bột nha, cái combi gói bột xanh Hiển hay xài đó, các bạn có thể pha với đó thì bạn bón qua lá, nhưng mà xài cái loại này, cái loại đế này tốt hơn các bạn ơi, cái nó phun qua lá nó sẽ hấp thụ trên lá chứ nó không không có bằng là hấp thụ dưới rễ đi lên, nên là cái loại này thì nó ok hơn các bạn ơi. Về Hiển tưới nha, vẫn chỗ lớn một các bạn nha. Đừng cái sáng nha. Đó. Hiển tưới như vậy thì Hiển sẽ không xả nước nữa, là sáng ngày mai Hiển mới là tưới nước xả. Thành ra là như vậy các bạn ơi. Tại vì trong phân này đã có nước sẵn rồi, cho nó hút vào dầu vào đất đi. Rồi ngày mai cái nó hút hết gì đó thì ngày mai cái đầu là mình tưới xả thôi, không có gì cả. Rồi, nhìn tới xung quanh thôi. Cái giai đoạn này mình cần chút cái lượng nhiệt cái thành để cho hoa nở tốt, cái đậu cháy lẹ hơn. Rồi, xong một cây. Rồi, Hiển thị phạm xong rồi các bạn. Cái đầu là Hiển tưới cho những cây khác mà. Rồi đây Hiển muốn cái nước Hiển chán rồi, đã Hiển đổ cho xong cái đây Hiển cái thùng này để Hiển pha thuốc. Rồi, bắt đầu tiếp thuốc các bạn nha. Về phần thuốc á, thì mùa nào mình phun thì mùa đó các bạn nha. Mùa nào mình phun mùa đó thôi, chứ không phải nhất thiết là mình phải theo những loại thuốc nào phù hợp. Ví dụ như xa quá đi về lần xíu cho nó dễ bạn dễ nhìn chung. Đây. Rồi. Ok. Rồi. Đây Hiển giờ gần đây Hiển đưa thuốc bạn xem. Ví dụ như cái đợt vừa rồi á, là Hiển là bông á, lúc đó là nó ngay thời tiết mưa thì Hiển mới dùng Sirius, là cái dòng mà nó là 25 OC, là cái dòng nó bóp dít, nên Hiển phun là Hiển không sợ bị mưa rớt trôi. Cái thuốc đó thì nó tương đối là nó không có nóng, nhưng mà nó chỉ là một cái gì đó nó có cái chất bám dính á, thì nó không tốt cho bông. Nhưng mà thật sự ra thì mùa mưa buộc phải xài, các bạn pha bám dính nó không bằng cái bám dính phụ gia trong cây thuốc đó các bạn ơi, nên Hiển mới xài. Và hiện tại bây giờ là đang là vào mùa nắng nha, mùa nắng thì không dùng Sirius được, nó sẽ có cái chất bám dính làm cho nóng bông thôi, nên Hiển mới sang chế phẩm Regen. Cái này thì Hiển xài gì Hiển nói cái đó thôi nha, chứ còn hàng ngày dòng cắm các bạn, cái này là không phải là Hiển mua đồ cắm đâu nha, mà thật sự ra cái dòng này là Hiển đã mua ở nhà lâu lắm rồi. Thì trước khi nó cấm là Hiển đã mua 6-7 chai Hiển xài cho mít rồi. Thành ra bây giờ xài cho nhãn thì còn đúng một chai này là hết luôn, không còn nữa. Thì cái loại này nè, là một chai như vậy cho 200 lít nước, Hiển xịt có 75 lít nước à, nên Hiển pha 75 C. Thì cái này chuyên gia mát bông, cái này bạn với chị xịt xịt mà bỏ chỉ nhện đỏ trên bông là rất là tuyệt vời. Nó chủ yếu làm trên bông thôi, chứ còn trên lá nó không làm được các bạn. Bông thì nó làm, bây giờ bông Hiển đang cũng bị sâu với gầy bỏ chỉ luôn, thì nó sẽ xài cái này cho nó mát các bạn ha. Đắp đều các bạn ơi. Rồi. Bây giờ á, cái chung này nè là cái chung 75.
hiển xịt 75 lít nước, hiển sẽ dùng đầy chung này. Rồi. Chính tài. Rồi, hiển lượng 75 các bạn nghe, 75C nha. Nó kẹo lắm bạn ơi. Cái loại này xịt hiệu quả cực kỳ luôn, nhưng mà nó cấm rồi thì hiển còn hiển sàn như thôi. Cái chung chỉ 75C các bạn, là cho 75 lít nước, hiển qua đây. Này thuốc sâu nha. Rồi. Đó. Đó là xong ha. Cái đó là chế độ, là chế độ đó là hổm hiển pha kia là dùng như mùa mưa á, thì mình thêm anh cho con. Nhưng này mùa nắng rồi á, thì mình không xịt anh cho con nữa, nó cũng không hiệu quả đâu. Tại vì mùa mưa á, là xịt thuốc bột bóng dính tốt hơn, chứ giờ là mùa nắng rồi. Thì hiển dùng cái chai thằng đề ca mông. Đề ca mông các bạn nha. Để hiển đề gần nè. Đó ha, đề ca mông. Thì cái chai này nè, nó vừa là thuốc tăng trưởng, làm mập bông là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho cây mình nó là có khả năng, nó cũng là ná thuốc nấm thôi, nhưng mà cái là gì, nó là chút ngừa thôi các bạn. Thì cái này là cái chai này là 100C, là pha cho là khoảng tầm là 100 lít nước, nhưng mà hiển không có xài nhiều, hiển xài nửa chai cho 75C thôi, tại vì hiển xịt lợt chứ hiển không xịt đậm các bạn nha. Đó, thì bây giờ á, thì hiển xài 50C, hiển có chung 50 nha, hiển có thuốc. Đó, chỉ vậy thôi các bạn. Thì mùa nào mình xài loại đó, chứ không phải là lúc nào cũng xài giống vậy ha, còn tùy theo mùa đó các bạn nha. Thì cũng may mắn là hiển làm cái đợt bông này nè, đợt dịch á, thì thành ra cái mình là chia nhãn làm hai đợt, nó sẽ có một đợt về mùa nắng, một đợt mùa mưa. Thì cái clip vừa các bạn xem đó là cái đợt là đợt mùa nắng nha các bạn nha, mùa mưa nha. Cái này là cái đợt này hiển làm nhãn, đợt này là nó trúng ngay mùa nắng. Thì như vậy thì các bạn sẽ biết là mùa nắng hiển đi cái gì và mùa mưa hiển đi cái gì nha các bạn. Đó, hiển chỉ chung nó 50C, cái chung cũng 50 các bạn nha. Quên để lắc rồi đã, không lắc cái nó không tới thuốc à. Cái gì cũng vậy, thuốc và nước thì mình phải lắc khi xài bạn ơi, cho nó an toàn ha. Đó, xong rồi. Cái thuốc này mang cái chất là điện sinh trưởng các bạn nha, thì nó cũng là thuốc nấm cũng hay, nhưng mà cái gì ăn nhẹ thôi để ngừa, tốt nhất là cái dụng này tốt nhất là khi băng bông. Rồi, chai này 100C, hiển chạy 50. Các bạn thấy không, nút thuốc sâu hiển đổ qua đây, còn cái thuốc này hiển đổ qua đây. Hiển tách hai loại thuốc chứ hiển không bao giờ hiển pha chung với nhau hết á. Cẩn thận. Cái chai này nè, nó tốt hơn Atomix các bạn nha. Tốt hơn Atomix nhiều lắm, nhưng rẻ hơn nữa. Nhưng mà cũng phải tùy trường hợp mà xài các bạn, cái gì xài đúng, xài vừa là đủ là được các bạn, còn quá là nó không hiệu quả. Đó, thì bây giờ hiển đã xài xong rồi. Bây giờ hiển quậy 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 trên cái lu cho nó tan thuốc sâu qua. Rồi. Cho nó đều đi. Rồi sau đó hiển cho này vô. Rồi hiển cho hiển vô cho nó hòa tan là xong. Rồi, ngon lành cành nào các bạn ơi. Chán xô. Rồi, xong. Xong phin. Rồi, như vậy là đã xong rồi đó các bạn ơi. Ha. Thì hiển cũng xin lỗi khán giả là vừa rồi chụp cái vấn đề gia đình mình á, nó có một chút vấn đề á, mình hơi vất vả một chút. Thì mình cũng may mắn là trời cũng thương mình, cũng chỉnh sửa rồi. Thì gia đình mình cũng ổn định rồi, về con cái á các bạn nó cũng ổn rồi, hiển cũng mừng lắm. Thì hiển cái nói là hiển nói với bà xã chắc là khán giả chúc chúc cho sức khỏe con mình á, thì con mình nó khỏe hẳn lên. Thì đó cũng là một lời động viên khán giả dành cho hiển, hiển rất là cảm ơn vì điều đó. Chứ cái phần còn lại nữa giờ thì hiển mới về được đất Tiền Giang nè các bạn. Thì nhiều người cứ nôn nóng cái ông hiển, mà ông hiển là ông làm này có ra bông hay không, hay nhiều khi ông chỉ điểu đó các bạn thấy không, hiển làm là vậy đó. Cái cử thuốc thứ hai của hiển luôn là hiển không có xịt nha, kích thứ hai hiển không xịt mà đệ tử hiển xịt đó. Mình nói vui các bạn nghe, mình xịt là không bao giờ dư thuốc, đệ tử mình xịt một lần rồi còn dư nữa, còn dư phân nữa lại xịt lần hai đó các bạn, là xịt xong đó là vô thấy luôn còn thuốc lại xịt lần hai nữa, thành ra là bông nó cũng ra đẹp nhưng mà nó không ra giống của hiển được. Thì hiển xịt là rất là đều nha. Thì thôi, mình kẹt công chuyện mình mà đệ tử giúp mình được thì mình cũng mừng. Cái thứ hai các bạn xem cái thuốc đổ gốc của mình là nó như thế nào nghe, nó khủng khiếp thế nào nghe. Hiển tắt, hiển quay camera sao các bạn xem. Không. Rồi, ngược sáng xíu này để hiển quay đây, hiển coi hiển quay đúng ánh sáng nha.
Nè, các bạn thấy chưa? Bông từ ở trong cái thân đi ra các bạn nha. Ghê không? Cái thuốc này mình hiển xài cái này các bạn biết nhiêu không? Có 400 gram à. Thấy không? Đó. Nhánh này cũng ra luôn nè. À, nó mạnh như vậy đó, khủng khiếp không? Đây nè. Còn nữa nè các bạn. Đó. Thấy chưa? Bông mà từ trong nhánh già đi ra luôn các bạn thấy không? Đằng kia nè, đó thấy chưa? Đó đây nè. Đó, các bạn thấy không? Toàn cây gai nhiều đó bạn. Nên thì sau này là hiển thấy là mà mình đi phân vị thuốc cái này vẫn còn dư. Đó, các bạn thấy cái thuốc nguyên chất nó khủng khiếp vậy đó. Cái cây của mình mấy năm rồi đó mà 400 gram cho nó một cây đó nghe, hiển tính nửa ký thôi đó. Mà hiển nhìn đi nhìn lại không được nửa ký là thấy cũng nặng lắm rồi. Hiển vứt 400 gram thôi đó mà nó ra vậy đó. Khủng khiếp không? Ừ. Trong thân nó ra luôn nữa đó các bạn thấy không? Nếu mà xử lý thuốc nhãn mà trong thân nó vẫn ra là mình chứng tỏ điều là mình sử dụng thuốc cũng quá dư rồi. Nên cái nếu mà đúng, nếu mà xài đúng cách của Hiển luôn, theo đúng quy trình luôn thì cái thuốc nguyên chất mình xài trên cây nhãn của Hiển giỏi lắm là 300 gram. Cây tơ của các bạn được 2 năm hoặc là 3 năm tuổi là nếu là bông lần đầu nghĩ gì nghĩ gì nhiều lắm dựng 100 gram nó ra cho thấy. Nên các bạn thấy đi. Cái thuốc nguyên chất dù Hiển dù là ông anh báo mình là 80.000 một ký. Nhưng mà thấy mình thấy là nó cũng rẻ. Các bạn nghĩ đi, các bạn đổ một cây 300 gram mà thuốc dẫm dẫm nó không ra là chết. Còn mà thuốc xịn thì nó phải tầm hiện tại thị trường vậy nó cũng 60 70 ngàn ký rồi. Mà các bạn đổ 300 gram nó mới ra. Thì như vậy các bạn nghĩ đi, 10 cây là 3 ký rồi. Thì như vậy là 3 ký mà nhân cho 60 thôi là một bao nhiêu rồi đó, 1 triệu 180. Mà cho 10 cây còn không khi đó thuốc của Hiển mua 80 ngàn thôi. Hiển cho 10 cây. Thì như vậy là 180 với 80 ngàn các bạn tính đi. Nhưng mà đặc biệt cái thuốc nguyên chất nghe đổ bộ lá nó ra là nó ra bông xong bộ lá rất là mướt, đẹp lắm. Nên phải xem xét lại cái cách mà mình sử dụng trên vườn mình những chế phẩm nào hoàn hảo nhất và giảm tiền thuốc lại đi thì mình mới có lời được. Thì hôm nay thì Hiển làm có nhiều clip gì thôi, chứ Hiển ngắn gọn vậy thôi. Còn nếu các bạn mà muốn xem tiếp tục cái cây nhãn của Hiển như thế nào khi mà Hiển xử lý một đợt phân này xong, muốn xem nữa thì Hiển sẽ quay nữa, còn các bạn không xem nữa thì Hiển không quay. Vì bây giờ các bạn muốn xem thì Hiển mới quay được, chứ còn tự nhiên Hiển đi quay thì chắc các Hiển đi phe cổ. Còn cái thứ hai, các bạn muốn xem mà cái vườn nhãn Hiển đô cái tàn nó đẹp chưa, hay là muốn coi anh Hiển tỉa cái tàn từ lúc mà nó ra cái tược như vậy là tược nào để tược nào bỏ tỉa cho nó đẹp, thì các bạn cũng cứ bình luận ở dưới, nhắn tin bình luận dưới đi thì Hiển sẽ làm cho thấy các bạn. Chứ hiện tại giờ là Hiển vườn Hiển còn gì đâu nữa chỉ. Các bạn muốn coi cái gì thì Hiển sẽ quay cho bạn cái đó, gì cái nhãn là coi cái gì gì thì Hiển sẽ quay cho ha. Giờ thì đang mang bông mang trái cũng có, rồi đang dưỡng cho ngọn đẹp cũng có. Muốn coi cái nào thì các bạn viết cái phần bình luận ở dưới để Hiển có thể cập nhật là bây giờ làm cái clip nào trước, clip nào sau ha. Phần còn lại nữa, nếu các bạn coi cái clip này các bạn thấy hay và mà và yêu quý mến Hiển thì các bạn cho Hiển một like nha. Cái đó dành cho cái người đã đăng ký rồi. Còn cái người chưa đăng ký mà thấy thích cái điều của Hiển đang làm á, mà muốn coi trọn vẹn clip của Hiển hơn á, thì bấm vào đăng ký kênh. Thì sau đó là các bạn sẽ trực tiếp vào cái kênh của Hiển, các bạn coi tất cả luôn. Nó dễ tìm hơn nha các bạn. Thân ái dành cho các bạn. Clip hơi dài.